Tiếp tục chương trình là thông tin về thời tiết. Ở khu vực Nam Bộ những ngày tới thì có điều gì đáng chú ý trong thời tiết, chị Hồng Quyên? Xin chào ngày mới các quý vị khán giả của miền Tây hôm nay. Về tình hình thời tiết thì đáng chú ý là vì triều cường vào dịp đầu tháng 10 âm lịch sẽ lên cao trong những ngày tới. Cụ thể, dự báo mực nước tại trạm Gành Hào Bạc Liêu sẽ xấp xỉ quanh mức báo động 3, còn ở trạm Cần Thơ và Mỹ Thuận thì sẽ trên mức báo động 3 khoảng từ 5 cho tới 15cm trong khoảng thời gian từ ngày 2 cho tới ngày 4 tháng 11. Riêng một số nơi như ở các trạm vùng cửa sông, mực nước sẽ quanh mức báo động 1 đến báo động 2. Cảnh báo tình trạng ngập úng có thể diễn ra do triều cường ở các vùng trũng ven sông, đặc biệt là thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Còn về thời tiết thì ở khu vực Nam Bộ ngày hôm nay có xu hướng là giảm mưa và trời nắng nhiều, thậm chí khá mạnh. Như ở thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, mức nhiệt khoảng 33-34 độ C. Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì phổ biến quanh ngưỡng là khoảng 32 đến 33 độ C. Về tình hình mưa dông thì chiều tối ngày hôm nay mưa sẽ xuất hiện một vài nơi ở khu vực miền Đông Nam Bộ, còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ thì xuất hiện ở nhiều nơi hơn. Cục bộ có những nơi có mưa vừa và mưa to. Trong mưa dông thì cần đề phòng với tố lốc nguy hiểm. Còn thành phố Cần Thơ cũng chung xu hướng là nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất không vượt quá ngưỡng 33 độ C. Quý vị sẽ cảm giác nóng rõ nếu mà chúng ta ở lâu ngoài trời. Chiều tối thì mưa dông có thể xuất hiện ở một vài nơi nhưng với lượng nhỏ và rồi sẽ dứt nhanh. Với thành phố Phú Quốc thì dự báo trong ngày hôm nay cũng chỉ có mưa ở một vài nơi về khoảng thời gian chiều tối. Trước đó thì trời nắng, buổi sáng khá là dịu mát, nhưng mà càng về trưa chiều khi mà nắng lên càng mạnh, mức nhiệt sẽ tăng cao và cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là 32 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang, nhìn chung thì thời tiết đã tốt lên, gió không vượt quá cấp 5 và tầm nhìn xa trên 10 km, an toàn cho tàu thuyền hoạt động.